Quang sẽ hướng dẫn cho quý anh chị và tất cả các bạn cách uống saffron ngâm với mật ong, đông trùng hạ thảo, táo đỏ, kỷ tử. Trước hết là quý anh chị và tất cả các bạn nên chuẩn bị một cái bình nước ấm ấm khoảng 40 đến 50 độ. Và chúng ta rót vào cái ly là khoảng 300ml nước. Nếu quý anh chị và tất cả các bạn có uống được nhiều nước thì càng tốt, thì chúng ta rót ra khoảng là nửa lít vẫn được. Và sau đó thì chúng ta dùng một cái muỗng gỗ như thế này và chúng ta uống một muỗng gỗ trước thôi nha. Và buổi sáng thì chúng ta uống một lần và buổi chiều hoặc là buổi tối chúng ta uống một lần nữa. Mỗi lần chúng ta chỉ uống một muỗng thôi. Và sau đó chúng ta khuấy đều lên. Saffron ngâm với mật ong, đông trùng hạ thảo này quý anh chị nên khuấy đều trước khi uống nha. Chúng ta uống vào buổi sáng sớm là tốt nhất. Đối với những người mà huyết áp thấp thì chúng ta bắt đầu uống, nhưng mà chúng ta uống sau khi ăn. Còn đối với những người mà huyết áp bình thường và huyết áp cao thì chúng ta bắt đầu là trước khi ăn thì sẽ tốt hơn. Nếu chúng ta uống vào buổi tối thì nên uống là trước ngủ là khoảng 2 tiếng để giúp cho cái dược chất nó sẽ hấp thụ được tốt nhất. Và để tiện lợi hơn thì tầm khoảng sử dụng sau khoảng 1 tuần thì quý anh chị và tất cả các bạn có thể là sử dụng một lần 2 muỗng vẫn được, nhưng mà chúng ta uống một lần trong ngày. Còn nếu như chúng ta uống 2 lần thì chúng ta nên chia ra mỗi lần một muỗng, miễn làm sao mỗi ngày chúng ta đảm bảo uống 2 muỗng cà phê như thế này. Còn lượng nước thì quý anh chị và tất cả các bạn cứ điều chỉnh theo cái lượng phù hợp cơ thể của mình. Nhưng Ngoan khuyên rằng là quý anh chị và tất cả các bạn nên uống được nhiều nước thì càng tốt.